Vâng, trước khi vào bài viết Nông dân thụ sản Tương Vi, sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã vào ủng hộ những livestream Tương Vi trong cái thời gian vừa qua. Tuy rằng rất là muộn, Tương Vi hay live muộn bởi vì do nhiều cái yếu tố công việc khác nhau, nhiều người thức khuya dậy sớm vì Tương Vi, ủng hộ Tương Vi trong cái cuộc đấu tranh chống lại các thế lực phản động, phản cách mạng ở trong và ngoài nước này. Ngày mai á, là ngày 5 tháng 9 rồi, toàn quốc khai giảng, thế đưa con em đến trường á. Chính vì vậy Tương Vi xin gửi lời chúc đến các em, các cháu, học sinh, sinh viên trên toàn quốc sức khỏe, học tập tốt, đạt được nhiều cái thành tích và kết quả cao trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học, sau này trở thành một chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy Tương Vi chúc các cháu luôn luôn, các cháu các em luôn luôn mạnh khỏe, học hành thật tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Đó là những gì Tương Vi gửi lời đến tất cả các em, các cháu, học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Cái chủ đề live hôm nay á, Tương Vi sẽ nói về hai lão làng dân chủ nguội mà các nhà đấu tranh dân chủ á, tung hô các vị này này, hai vị này này là cụ, bởi vì những người này từng là người đứng đầu trong các làng dân chủ nguội á. Đó là lão Nguyễn Gia Kiểm và Vũ Thư Hiên. Hai lão này bóc mé lẫn nhau. Cái tiêu đề này này, với bài viết này được đăng ở trên kênh Giải Độc Chính Trị, hai lão làng dân chủ Nguyễn Gia Kiểm, Vũ Thư Hiên bóc mé nhau. Mới đây á, cụ Vũ Thư Hiên tung lên bức thư mật trong nội bộ nhóm tập hợp dân chủ đa nguyên do Nguyễn Gia Kiểm chỉ thị trong nhóm này. Nội dung cho rằng Vũ Thư Hiên đã báo cho Công an Việt Nam về ông Đinh Hoàng Thắng tham gia tập hợp dân chủ đa nguyên khiến ông Thắng bị bắt giam. Đó. Không những vậy, ông Kiểm còn chi tiết đến mức Trung Quốc đã chỉ đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải xử lý ông Thắng vì ông Thắng là người chống Trung Quốc, vân vân. Đúng là kiểu chụp mũ và kịch bản chỉ để lòe bịp trong giới cờ vàng ba que. Những cái đám này nó không am hiểu tình hình ở trong nước. Đối với ông Vũ Thư Hiên ấy, tiết lộ thư mật trên là nội bộ nhóm tập hợp dân chủ đa nguyên chuyện chuyển cho ông Hiên ấy. Mặc dù ông Hiên biết việc ông Kiểm chụp mũ cho mình là an ninh mật vụ công an cộng sản từ lâu, bản thân ông Kiểm không ít lên tiếng. Đặc biệt là ông không bao giờ công khai trên truyền thông về việc này. Những việc ông Hiên có bằng chứng và toàn bộ thông tin như trên để phơi bày chiêu trò đánh sau lưng đồng bọn của ông Kiểm và đi thẩm định nhân chứng là ông Đinh Hoàng Thắng thì đến bây giờ mới công khai và kịch tính như hiện nay. Mà nói đến chuyện các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn này, này, từ già đến trẻ nó dài dòng lắm. Về cái nội bộ nhóm tập hợp dân chủ đa nguyên ấy, mấy năm gần đây chia năm xẻ bảy, nội bộ phang nhau đến cạn lời, dễ hiểu đến khi giải quyết ân oán thì họ bới móc những cái mật thư kiểu này ra gửi đến mượn tay người ngoài để triệt hạ nhau. Nói chung là làm như vậy ấy, nó đều có cái nguyên do và có cơ sở của nó. Theo như bình luận trên blog Loa Phường lâu nay, Nguyễn Gia Kiểm đã hiện diện trong giới dân chủ Việt Nam như một người chuyên gia giao giảng về văn hóa tổ chức và hòa giải dân tộc bằng việc làm này, hình ảnh này. Ông Kiểm có lẽ đã tan vỡ, nhưng công bằng mà nói, vụ việc này không làm ông Kiểm trông xấu xí hơn mà phần còn lại của giới dân chủ Việt Nam. Trong những năm gần đây, phong trào vu nhau là an ninh đã trở nên
nở rộ trong cái giới nhà đấu tranh này. Ví dụ như các nhà đấu tranh dân chủ cuội lần độ Ba Que hải ngoại nó tố nhau là an ninh các thứ vân vân diễn ra thường xuyên ở trên các live stream á, thậm chí còn đưa ra nhiều cái bằng chứng để vu khống triệt hạ nhau, nào là an ninh, nào là lừa đảo, nào là ABC, nói chung rất là nhiều thứ. Như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở blog Cơ Mẹ Nấm á, và Nguyễn Phương Hoa thành viên nhà xuất bản Tự Do là những nạn nhân mới nhất để người ta chụp mũ vu khống là an ninh. Đó là cái hiện tượng chụp mũ để triệt hạ nhau. Hiện tượng này cho thấy họ tổ chức một cách rất là lủng củng, đến nỗi không có phương pháp rõ ràng để xác định người xâm nhập. Từ nay những bài giảng của Nguyễn Gia Kiểng về văn hóa sẽ trở về văn hóa tổ chức sẽ trở thành trò cười, khi chính ông Kiểng đang thiếu văn hóa đó. Bởi vì sao? Bởi vì ông Kiểng với ông Vũ Thư Hiên này bóc mé lên nhau, không tin tưởng nhau. Mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội thì nó vì lợi ích cá nhân của mình là chính. Nên nhớ Nguyễn Gia Kiểng và Vũ Thư Hiên đều là láo làng láo thành trong cái bậc khai sáng và có ảnh hưởng đến cái phong trào dân chủ cả trong và ngoài nước hiện nay. Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu cái tổ chức tập hợp dân chủ đa nguyên, từng nhiều năm đứng sau Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà và hàng chục nguyên láo thành trong cái nhà đấu tranh dân chủ cuội này này. Ông Nguyễn Gia Kiểng, Vũ Thư Hiên cũng là nguyên láo thành đời đầu trong cái gọi là tập hợp các nhà đấu tranh dân chủ. Mà hôm qua anh Trần Tân nói rồi, các vị này là đấu tranh dân chủ cuội vịt. Cái cuốn sách Tổ quốc ăn năn của ông Kiểng vốn là được xem như kim chỉ nam dẫn dắt nhiều thế hệ mới của làng dân chủ như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mà mọi người biết Phạm Đoan Trang là ai? Phạm Đoan Trang từng làm gì? Dương Vy đã làm cái live nói về Phạm Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này. Đấy, thì Dương Vy không nhắc lại, nó chỉ nhắc đến cái tên Phạm Đoan Trang và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mọi người biết rồi. Việc bậc láo làng này nhiều năm đấu tranh dân chủ và từng ấy năm âm thầm triệt hạ phá nhau chưa được nhộn nhạo tạo sóng trên mạng, bởi thời các ông mạng internet chưa bùng nổ và bản thân những người tự nhận là đức cao vọng trọng này này chưa trở thành chầu tre trẻ trâu như đám dân chủ cuội hiện nay. Nên việc giờ sắp về với đất họ mới bắt đầu lôi ra để bóc mé nhau thế này để giải quyết ân oán cá nhân, âu cũng là cái chuyện đáng hóng hớt đấy các bạn. Còn rất là nhiều cái chi tiết các nhà đấu tranh dân chủ cuội bóc mé lên nhau, các tổ chức này tổ chức kia vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích của nhóm nên cũng triệt hạ lẫn nhau, không có cái tổ chức nào nó đoàn kết thống nhất cả. Chính vì vậy các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn vịt này này không bao giờ sờ được đến lông chân của Đảng Cộng sản. Bởi vì sao? Cái tổ chức của các vị ấy rời rạc, nội bộ mất đoàn kết, đấu tranh không có cái biện pháp, không có cái phương hướng, không có mục tiêu rõ ràng cụ thể nên có bao giờ thành công đâu. Chẳng qua thành công ở đây của các vị ấy lừa đảo bà con kiều bào hải ngoại này bằng hình thức là quyên góp ủng hộ tiền cho cái phong trào tổ chức của các vị ấy. Những nhà đấu tranh dân chủ cuội trong nước cũng vì lợi ích cá nhân cũng ảo tưởng về một cái chế độ tự do nhân quyền đa đảng, đa nguyên đa đảng nên là tin tưởng nghe theo, kết cục là làm sao là vào tù tuốt. Nó là kết thúc bài viết.